Ủa, quá đã. Quá trời luôn, cái tre này luôn rồi. Coi ơi. Mày chắc cá bự gì nè. Ui, cũng bự nha. Để thấy cá rồi, cũng bự nha. Đó 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 đó. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình với bạn coi đi cắm câu. Chào cái coi. Chào mọi người. Đây cả nhà ơi, mình cắm câu á thì mình mới mua cần luôn nha. Mình sắm cần được 50 cần nha. Đây hiện tại thì cũng gần 6 giờ. Bây giờ mình móc mồi trước, rồi chút xíu á thì mình mới đi cắm. Đây trùng này á. Trùng này rất là to to luôn nè cả nhà. Trùng này thì mình cũng đào hồi nãy. Mấy hôm rồi thì cũng trời mưa nhiều lắm. Đây mình cắm thì khu vực kênh này nè cả nhà. Kênh này nha, không biết có cá không nữa. Hồi mấy lúc trước á mình cũng cắm hết một lần nhưng mà nước nó ít quá, nó không có cá. Không biết coi nó ai á thì có cá nhiều không. Trời mưa thì nước nó nhiều lắm. Hy vọng là tối nay có cá nha. Mình cũng thấy cá nó vượn vượn. Hôm nay thì mình cắm bằng mồi trùng, hy vọng là có cá chê nha. Khi nào tối mình đi thăm rồi mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây cái nhà ơi, dính con nè, mới cắm thôi chưa hết mà. Ê, cũng bự nha. Ngay cái đường nước nó lên ruộng gì á. Tại có cái chuyện có được đọc này. Đây được một con nha, chưa cắm xong nữa. Bây giờ anh em mình đi thăm câu nha, rồi mời cả nhà mình cùng đi thăm câu với mình nha. Em bên đây dính cái gì nè. Cho thấy đó. Trời ơi. Một con cá phi nhỏ. Chắp thì thấy tài sót ngắm thôi, tài sót ăn thì bỏ ngay nó. Để nạp năm chủ hơi đó. Con giặt chắp đặt cái cốp bận, sẽ nạp phun, sẽ liên sào sạc ướt nhậu. Ở bên đây dính nè. Đây nè, đây nè. Bắt mua sớm giả bán đó nè. Ok. Để cho mình nhảy nó, tôi cũng xìa cái nhảy ra chứ. Mà trên đây cá nhiều mà.
Cá chê đó. Ủa mình tăng đi nha. Cá chê mà. Cá chê con. Kìa nó tệ chứ. Đây, để dính con nữa nè. Không cá chê gì á. Đó, cá chê, cá chê. Này con dừa. Mày cứ mê té đại nữ. Mê chả thôi. Rồi mình đã dính cần nè cả nhà. Wow. Này cũng được ha. Cũng bự. Bạn mê thế chứ. Đâu. Chân không đó. Nãy giờ thì được như đây nè. Con. Ừ. Kéo nãy giờ luôn nè. Ủa quá đã. Quá trời luôn, cái chê này luôn rồi. Coi ơi. Mày chắc cá bự gì nè. Lẹ 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 coi ơi. Nó kéo quá trời luôn. Coi chừng dính cây. Wow. Cũng vừa mà kéo quá trời. Cũng bự ha. Mê tế ấu ơi. Mày cái chơi trắng đó nhờ. Kéo à? Rồi dính con nữa cả nhà. Bự không? Wow. Con này hơi dài ha. Bự không? Ê. Con này cũng bự ha. Mày cái nhà mùi trùng mình nè. Mùi trùng con nhiều quá. Nhưng mà nó nhỏ. Quá đã luôn cái này. Toàn là cá chê trắng luôn. Bị cái nhờ chim nó đi một lần nữa nè. Đâu? Rồi bên đây nè. Để thấy cá rồi. Cũng bự nha. Đó 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 đó. Quá đã luôn nha nhau. Mày biết đấy. Rồi như quê á, chỉ cần tiền nhân xíu á, mình đi cắm á là có cá ăn nha. Cỡ này được rồi. Bây giờ anh em mình cũng chuẩn bị về nha.
Đây mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Khai trương cần câu mới. Đây được như đây cả nhà. Toàn là cá chê trắng thôi. Quá đã luôn cả nhà. Trên 10 con nha. Đây, khai trương cần câu mới. Cần câu này có 50 cần. Đây lưỡi nè cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị về nha. Rồi mình chúc cả nhà mình xem clip thật là vui vẻ nha. Rồi hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.